Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của em Best Mobile. Và trong video ngày hôm nay, một cái video mình sẽ lại tiếp tục cập nhật những cái sơ đồ mới nhất trong tuần này cho các bạn nha. Cũng khá là lâu rồi kể từ ngày mà Konami tung ra cái chức năng tự chỉnh sơ đồ thì mình không có làm một cái video nào cho các bạn xem hết. Nhiều bạn yêu cầu mình quá, kêu làm về sơ đồ with counter đi anh, làm về sơ đồ position, làm về long ball counter. Thì ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu quay trở lại với cái chuỗi series đó nha các bạn ơi. Và trong video ngày hôm nay luôn thì mình sẽ làm về sơ đồ position, cho hướng dẫn cho các bạn chỉnh 7 cái sơ đồ ngon nhất để các bạn có thể đá với cái style style position nha. Còn những cái style kia thì mình sẽ lên video sau. Và trong video ngày hôm nay thì mình gọi là mình sẽ tự chỉnh, tự custom luôn các bạn ơi, chứ không có sử dụng những cái sơ đồ mặc định nha. Giả sử position thì các bạn có thể là đá 4-3-1-2, nhưng mà mình sẽ không dùng sơ đồ mặc định mà mình sẽ custom cho các bạn luôn. Rồi, đầu tiên đó chính là cái sơ đồ 4-2-3-1. Các bạn sẽ chọn cho mình trong cái phần mặc định này 4-2-3-1. Đó, các bạn chọn vào đây nha. Và chúng ta sẽ chỉnh cái vị trí chạy cánh về cái vị trí A mẻ. Thì thường mà cái style position nó sẽ thiên về cái kiểm soát bóng. Thì nếu mà các bạn chơi cái sơ đồ này, chúng ta sẽ có đông hàng tiền vệ và cái việc kiểm soát bóng nó sẽ dễ dàng hơn. Mình thì mình sẽ không có phân tích quá chuyên sâu đâu các bạn ơi. Do là phân tích chuyên sâu á, là phải làm video xem sơ đồ chạy như thế nào rồi mới hướng dẫn cho các bạn xem được. Ở đây thì mình chỉ nói sơ sơ thôi và hướng dẫn cho các bạn chỉnh thôi. Các bạn sẽ chỉnh thành 3 cái vị trí A mép nha. Đó, đây là sơ đồ đầu tiên của chúng ta. Sơ đồ tiếp theo là sơ đồ 4-1-3-2. Các bạn sẽ chọn cho mình đó là 4-1-2-3 đi các bạn ơi. 4-1-2-3. Rồi sau đó các bạn sẽ đôn lên cái vị trí thành 2 tiền đạo, vẫn giữ nguyên cái khối đội hình này nha. Chúng ta sẽ kéo D mép xuống một chút xíu này. Rồi tùy theo cái vị trí mà các bạn muốn kéo thôi, nhưng mà ở đây thì mình sẽ kéo xuống một chút xíu thôi. Đó, vị trí tiền đạo thì chúng ta sẽ chỉnh thành 2 tiền đạo. Ở đây thì mình sẽ căn chỉnh một chút xíu. Rồi, A mép thì nó vẫn sẽ giống như cái khối đội hình hồi nãy nha các bạn ơi. Ở đây mình kéo ra một tí nè. A mép thì sẽ nằm ở đây để có thể hộ công hai cái vị trí này. Đó, rất là hay với cái sơ đồ này luôn các bạn ơi. Ở đây các bạn sẽ biến đổi thành A mép nha. A mép thì nó sẽ tấn công mạnh hơn, còn C mép thì vừa tấn công mà vừa lùi sâu về hỗ trợ phòng thủ nữa các bạn. Rồi, đó, một cái sơ đồ tiếp theo của chúng ta. Sơ đồ thứ ba đó chính là sơ đồ 4-1-3-2. Vẫn là cái khối đội hình nhưng mà nó sẽ biến đổi đi một chút xíu. Rồi, các bạn sẽ chuyển cho mình thành 4-4-2 cho các bạn ơi. 4-2-1-3 nhé. 4-2-3-1 với mình nhầm. Rồi, các bạn sẽ kéo cái vị trí D mép này lùi sâu xuống này. Lùi sâu xuống thì nó sẽ hỗ trợ cái việc phòng ngự. Rồi, ở đây các bạn cũng kéo như vậy luôn. Các bạn căn chỉnh làm sao cho đều nhất nha các bạn ơi. Rồi, vị trí vị trí A mép thì các bạn sẽ kéo lên tiền đạo. Và tiền đạo các bạn nhích lên một chút xíu nữa. Đó. Đó, chúng ta custom thì sẽ custom như vậy nha. Và các bạn muốn tấn công nó tự do, thoải mái thì chúng ta sẽ biến vị trí D mép này thành cái vị trí C mép. Thật là các bạn có thể luân chuyển bóng nó rất là mượt mà luôn. Hai bên cánh thì vẫn sẽ là tiền vệ chạy cánh thôi. Rồi, sơ đồ thứ mấy nhờ mình quên rồi, hình như là thứ tư thì phải. Đó chính là sơ đồ 3 hậu vệ, nhưng mà các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục đó là 3-2-3-2 đi các bạn ơi. Rồi, ở đây các bạn sẽ giữ nguyên cái tiếng giữa nha. Và sau đó chúng ta sẽ kéo hai cái vị trí tiền vệ chạy cánh này thành cái vị trí A mép hộ công nha các bạn. Đó, để các bạn có thể dễ dàng chúng ta kiểm soát bóng hơn. Rồi, ở đây mình sẽ biến thành A mép luôn này. Một khối đội hình rất là đẹp để các bạn có thể kiểm soát bóng luôn. Đó, luân chuyển bóng cực kỳ mượt mà và dễ dàng. Sơ đồ thứ 5 đó chính là sơ đồ 3-3-2-2 nha. Thì các bạn sẽ chọn cho mình vào một cái khối đội hình, đó chính là 3-1-4-2 đi các bạn ơi. Rồi, ở đây các bạn sẽ kéo cái vị trí D mép lùi sâu xuống một chút xíu. Rồi, hai vị trí tiền vệ chạy cánh thì các bạn có thể kéo vào trong đây để hỗ trợ cái việc phòng ngự. Đó. Và chúng ta vừa phòng ngự và chúng ta cũng sẽ gọi là kiểm soát bóng luôn các bạn. Ở hai cái vị trí tiền vệ trung tâm này thì chúng ta sẽ kéo ra thành cái vị trí hộ công nhá. Nó sẽ kết nối với những cái vị trí tiền vệ chạy cánh.
Rồi, ok là rồi các bạn. Ở đây các bạn sẽ biến thành cái vị trí là LMF cho mình. Đó. Còn cái vị trí tiếng giữa này phải biến thành DMF cho các bạn ơi, tại vì CMF là đá không không có chắc đó, kiểu là nó sẽ bị dễ dâng cao và bị lủng với tiếng giữa đó các bạn. Rồi, sơ đồ tiếp theo của chúng ta là 4213. 4213 thì các bạn sẽ chọn cho mình đó là sơ đồ 4231. Vẫn là sơ đồ đó thôi. Thì các bạn sẽ chuyển cho mình hậu vệ lùi sâu xuống luôn. Đó, phòng thủ nó sẽ chắc hơn nha. Hai vị trí hậu vệ cánh thì cũng sẽ kéo vô thêm một chút xíu thôi các bạn. Các bạn kéo vừa thôi. Rồi, vị trí DMF thì các bạn sẽ cho một ông xuống đây, các bạn cho nó chạm ở trên này, chạm trên cái vạch đó. Rồi, chúng ta sẽ cho lên thêm một tiền đạo nha. Ở đây thì mình sẽ chỉnh như thế này. Đó, các bạn căn chỉnh ngay cái vòng này các bạn, cái vòng tiền đạo này. Rồi, vị trí SS nằm ở đây. Và hai bên đây sẽ là cái vị trí hậu công. Rồi, các bạn đưa vào trong đây. Đó, nó sẽ thành một cái khối đội hình đá cũng rất là cháy nha các bạn. Sơ đồ này thì mình nhớ là hồi trước đã có câu lạc bộ từng sử dụng rồi thì phải. Cái vị trí này nó đang biến thành cái vị trí CB, chúng ta kéo lệch ra một chút xíu nha các bạn. Đó, rồi, rất là đẹp với cái vị trí này. Và các bạn có thể là biến đổi thành cái vị trí SS cũng được. Nếu mà chúng ta thấy nó thấp quá thì có thể kéo lên cao. Nó sẽ biến thành cái vị trí SS để có thể trở thành tiền đạo lùi nha. Trên đây sẽ là hai tiền đạo cắm của chúng ta này. Tiền đạo đâu rồi? Tiền đạo cắm thì sẽ cho con hàng đại loại là M7 vào đi. SS hậu công thì mình sẽ cho Anton Christman vào. Rồi, một khối đội hình rất là đẹp. Và sơ đồ cuối cùng trong video về position ngày hôm nay đó là 3-2-3-2 nha. Chọn cho mình cái sơ đồ đó là 3-2 đi các bạn ơi. Sơ đồ 3-2 trong mặc định này. Rồi, ở đây chúng ta sẽ biến đổi, nó cũng đơn giản thôi, không có gì nhiều đâu. Vị trí này chúng ta kéo vào trong đây. Và kéo vào trong đây. Đó là nó sẽ thành được một cái sơ đồ custom mới để các bạn có thể đá style position. Rồi, mình sẽ chỉnh cho nó đẹp luôn nha các bạn. Biến thành cái vị trí AMF luôn. AMF này. Vị trí DMF thì sẽ cho Rodri vào. Hậu vệ Saliba. DMF thì có thể sử dụng Mathau. Đó, và đó là cái video ngày hôm nay về style position. Mình hướng dẫn nhanh cho các bạn 7 cái sơ đồ để các bạn có thể chúng ta tham khảo và chúng ta sử dụng, chúng ta đá với cái style này nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Và nếu mà các bạn yêu thích cũng đừng quên cho mình xin một like, kèm một đăng ký kênh để mình có những cái động lực ra nhiều video hay hơn cho các bạn xem. Và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới trên kênh của AMPS Mobile.